Ngày 8 tháng 6, Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao Lê Văn Vàng, sinh năm 1992, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cùng với tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để xử lý theo thẩm quyền. Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đặt ở nút giao cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với đường Võ Văn Kiệt, đoạn đi qua huyện Châu Thành, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe để Vàng khai báo y tế theo quy định vì đi từ tỉnh khác đến. Qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 61A39064 do Vàng điều khiển, công an bất ngờ phát hiện 4.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang trong 18 bao tải, cất giấu ở hàng ghế phía sau và trong gớp sau xe. Bước đầu, Vàng khai nhận số thuốc lá lậu trên là do mình chở thuê cho một người đàn ông từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với mức giá 3 triệu đồng. Còn chiếc ô tô chở thuốc lá là do Vàng thuê của một người khác với giá 1 triệu đồng một ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là 348, cộng với một cây lẻ này hả?